Giờ ví dụ như em làm cho anh đi. Bây giờ tiến hành tỉa nha. Tỉa bây giờ nó nhỏ này, mai mốt nó sẽ nó rụng sinh lý hết không rồi. Không có rụng, yên tâm nha. Nè. Bây giờ dùng một là dùng kéo, hai dùng tay, cứ bấm ngang đây hoặc bấm ngang đây. Đúng không? Nè, xong nè, méo nè. Đúng không? Nè, trái nhỏ nè. Bây giờ chùm này nè, anh cứ phân cho hai nhánh cho em, chừa lại hai trái. Bây giờ hai trái không, chừa lại bốn trái cho em. Nè, thấy không? Còn bốn trái nè. Bây giờ mỗi nhánh này nè, anh cứ ví dụ như mình dành kỹ không, là cứ coi đi, chừa lại mỗi nhánh hai trái nè, hai trái bốn trái nè. Đó, hoặc ba trái cũng được, hoặc hai trái cũng được nè. Cứ yên tâm đi, nó rồi xong. Mấy này nữa bảo đảm từng lễ sau ra trái bành bành đi. Đẹp lại liền. Chứ đâu để gì một chùm quá trời nữa. Nè. Để nữa nó rụng á, rồi nó nghĩa là nó rụng á. Là không phải nó rụng trái méo đâu, mà nó rụng trái tròn không à. Nó ngồi đó. Nó ngồi đó. Bây giờ mà anh không tỉa thì anh để nó mà chắc cả chùm vô trong đó rồi nữa tới cuối cùng á là hàng méo á thì nó nằm ở trên cây mà hàng tròn thì nằm dưới đất. Rồi sau này rồi đấy vậy, bây giờ cứ ví dụ như bây giờ cứ thấy méo nè. Bị lo bị bộn lâu rồi ha. Nè, thấy không? Nè. Nhiều quá giờ tiện. Nhưng còn cái cuống ấy nó vẫn nuôi không? Nuôi nuôi được trơn à. Ví dụ giờ anh cứ có kéo thì anh bấm nè. Dưới mấy cái cây chùm mấy cái trái nào trái đều trái đôi bỏ hết chưa? Trái đôi bỏ. Đúng rồi nè. Trái đôi càng kinh tế chứ. Không phải kinh tế mà có nghĩa là sau này nó rụng. Sau này nó rụng. Đậu vào cái nó rơi ra. Đúng rồi. Trái đôi sau này nó rụng. Đó. Trái mình nè. Nè mấy ngày nè anh để nữa nó rụng trơn à. Mà nó ngộ lắm. Ban đầu thì hồi nhỏ thì nó rụng thằng trái tròn, mà sau này nó rụng trái méo. Trái lớn rồi nó mới rụng trái méo. Bởi vì thường là tại sao mấy ống hô là cái trái mà nó rụng là nó rụng trái 1 ký, còn rụng là lý do là chỗ đó đó. Cái nắc thằng này rơi. Bây giờ nó phải làm mẫu rồi cào nắc mèo cậu đi đây thằng nhỏ này. Bây giờ thì cứ tập trung lãi thử cây này rồi anh từng lãi sau anh thấy nó ra nó thấy nó khác. Mình cứ tập trung lãi cây này thử đi. Về đánh cái thái to đùng cái trước kìa. Mất công nhiều lắm. Công nhiều bắt cháy bắt rận nên. Rồi đó thì kêu rồi kêu rải bông bỏ đất đi. Trời ơi để cho cả đùm vô trong này. Bây giờ lãi. Nhưng mà không rải bông hết thì bắt đầu nó cứ lo hoài đã, ta có bài ta xử lý chân mà cứ lo hoài, cứ yên tâm gì em nói ví dụ như làm biết như vườn từ tay ra tới đây rồi ra tới Tây Nguyên, ví dụ như ta nói gì anh ơi vì cứ ví dụ như cái này nào không chắc ăn em đâu dám chỉ anh làm gì, phải không? Chỉ tầm bậy anh chửi thấy bà luôn rồi. Đâu không như vậy chắc ăn đấy. Hả? Như vậy là được đấy. Nó không rụng mấy trái méo, không nó rụng mấy trái tròn. Thì bây giờ méo nó đậu hết thì. Bây giờ như nhánh này nè lấy ba trái nè. Mình lấy cái cạo bấm. Cạo bấm đẹp đấy á. Cắt đẹp luôn, kiểu đẹp luôn. Không bây giờ ví dụ như cứ bấm được thì bấm, còn không bấm được thì thôi. Đúng không? Giờ cái này tiễn căng lắm chứ không phải chơi đâu. Chứ để tới cuối cùng nó trái tản không. Trái bi không. Ta làm ta lấy hàng bành bành. Chuẩn không, còn mình lấy hàng méo hàng bi còn chết luôn rồi. Lại phải mất công đi sửa đi. Mệt lắm đấy. Cứ cắt bớt đi xong bắt đầu rồi ta mới chọn ta để. Thế cái này là tối không ngủ đúng không? Đúng rồi. Thì coi cứ tối ra mà ngủ không được thì cứ ra là nắm lặt. Cái này vậy thuê hai vũ nữ nữa thì ngon là nhặt đêm cái này cũng vui. Cái đốt đèn vừa lặt vừa nhảy à. Ủa cái này thôi không biết tỉ sao luôn. Quá trời. Mệt. Súng lên mà quạt. Cái này ví dụ như cái thằng nào mà chùm nó nhỏ quá đó anh qua. Anh cứ tỉa ví dụ như mấy cái nhánh nhỏ đó. Mấy cái rìa nè. Anh tỉa anh chừa lại mấy cuống bự thôi anh qua. Cuống bự lại đúng không? Đúng rồi, mấy cuống bự thì chừa lại. Cái gì mà nó nằm méo này. Trời ơi em nói anh như cái chùm này nè. Bây giờ anh đánh mất nó cũng rụng nó đừng kêu mà ấy. Nè mấy như mấy trái này nó tròn vo nè mình để lại nè thấy không dư nè nó mấy méo nè méo cứ đợi đại lại lại đi rồi anh lãi xong cái cây này đi từng lấy ra sao anh thấy trái nào trái nấy bệnh bệnh không coi chừng nữa trái này nữa chứ nuôi bầy nếu mà tỉ nhiều quá nữa nuôi bầy heo nữa nè không heo đâu yên tâm nữa đừng có sợ thấy không căn đó chứ dư cái cây này để 80 quả được không trời ơi trời cây này bỏ đi quá chết trái luôn quá chết cây luôn. Cái cây này bây giờ là em anh hên hết cuốc cây này là 100 ký. Bây giờ 100 ký là anh để cho em 25 trái. Thì bắt đầu anh phân làm sao em biết là 25 trái. Rồi xong tới cuối cùng á, là nó tầm khoảng nửa đoạn đường á. Ví dụ như bây giờ 2 tháng đi là lúc đó mình canh lại lúc đó là nó hết rụng rồi. Thì bắt đầu anh tiễn cho em nó còn khoảng 20 hoặc 18 đến 20 trái. Thì nó tầm khoảng 75 đến 100 ký đó là rồi ok. Cái này phải hồi đó là tao tiễn bông bớt thì bây giờ đâu có nó nhọc như thế này. Quá trời luôn. Cái này như cái chùm này nè. Bây giờ cái chùm này nó tiễn cái đi rồi khoảng từng lấy sao đi ha, chắc bành bành. Để em lên.
xuống cho ông làm cái chùm này. Cái này phải chú lên hay sao đó, chú nhẹ chú với anh Quang nhiêu ký rồi. Anh ơi, giờ là con đoán khoảng bao nhiêu là còn 35 cân. Đâu có. 35 cây nói. 47 45 rồi. Đâu có thấy vậy chứ. Cân thì nhiều quá. Mình thấy vậy chứ mình nặng cũng nặng lắm. Không như trước là 62 cân bây giờ nè. Giờ làm mấy này em gà đo ốm ha. Ốm đi rồi. Thuốc sâu suốt ngày. Phun thuốc chạy nhảy suốt ngày trên vườn này. Toàn chất độc ngấm vào người. Anh em thì hút thuốc lá đây. Anh hút thuốc sâu. Ở đó em bảo rồi em mới đặt đi. Tiễn mạnh tay lên đi. Trời ơi. Cái này mà bây giờ mà vô tiễn đứt. Đứt tuần ruột luôn. Mà trong khi đó là bây giờ không dám tiễn nữa. Sợ. Hồi đó là ví dụ như bây giờ thôi. Hồi đó là cứ tiễn đại đi không sao. Bây giờ trái thế này mà tiễn được cũng hơi ngán tay qua chơi đâu. Như em giờ em nhầm khi em coi cũng dòm kỹ rồi này kia mới dám tỉ nha. Tại ví dụ như cái bông á thì mình còn dễ dòm, còn cái trái này khó lắm ngán, còn trái rồi khó cũng ngán tay tỉ lắm. Cái trái thì hết biết gì cả. Đây là vặt đi bao nhiêu rồi đấy? Trời ơi, vặt biết bao nhiêu bông. Nó là bông nhiều quá. Này khiếp hồn. Ai đến đây coi chờ cái nhãn mà bao nhiêu để nhiêu ha, biết bao nhiêu nữa. Đây. Để bông cái này mà đúng rồi, hướng nó đúng rồi. Cái này mà để cái chôm chôm cái có gì bằng. Ơi, Trung Quốc nó không mua cả sầu riêng bao tử này nè. Ờ, thế nào? Bao tử là sao? Đây, trái non này này nè. Không, nó có mua đâu. Phải nó mua là mình bán rồi. Đây nè nè nè, cái trái này anh dễ thấy chứ nè, thấy không? Ừ. Nè nó thắt ngang nữa không? Đúng rồi, trái này. Đó. Nó đựng lại vui. Ừ. Nó bây giờ nó như... đây nè nó bó rõ ràng mà nó dẻo, nó dẻo lắm, nó ngộ lắm. Đúng rồi. Nó dễ mẹo à. Đúng rồi, nè thấy không, anh coi cái này nè, nó bị nè nó đen ngang chỗ này luôn nè, thấy không? Đó. Anh bóc này, nó đen, bóc nó bị đen luôn nè. Nè mấy trái này nè, trái này nó bị thắt nè. Bán nó có tiền đấy. À đúng rồi. Cái này là không, cái này chuyển qua bán sầu riêng hồ lô chú ơi. hàng VIP. Cái này là đến nữa mình phải lấy kéo mình chửi cắt chứ mình cứ cắt bớt đi xong mình để mỗi một thôi vậy nha. Em chạy qua anh Nghĩa cái này cắt bố nó đi thế này này, cắt bớt đi đã xong rồi để trong cái rúm này mình chữa. Không chữa. Bây giờ cắt cái gì, ví dụ như giờ chú cứ coi trái nào nó tệ quá nè, nhỏ nhỏ này cứ lại bỏ đi nha. Với nhỏ nhỏ quá lại bỏ đi, với thằng méo bỏ đi rồi xong bắt đầu có nghĩa là bây giờ nè vừa đi lạ vừa đi gõ ba cái này vừa chọn trái luôn, nhưng mà phải chọn tốc độ nữa nghe chứ. Ủa lộn, cái thử xử lý mày là tốc độ nội trong vòng 2 ngày hoặc 3 ngày mới cho nó xong, phải không? Không phải tuần chứ, hơn tuần rồi. Nếu bây giờ nè nè chú để hơn tuần nó thắt ngang cái này cái nè, như cái này nè, phải không? Nó thắt ngang nè, thấy không? Phải đi tháo cái đấy. Đúng rồi, không ví dụ như bây giờ thằng nào vừa tranh thủ trái của mình vậy, những cái bó mò này khó chơi, nó không chuột ra được. Nó bị rồi vậy nha, cơ bản đẹp rồi đó. Gì nó cũng chưa ấy đâu, chứ mình đặt còn phải đặt nữa hay sao đó. Rồi cứ sửa từ từ nha, con hướng dẫn sơ thôi nha. Để con quà nhẹ rồi năm sau làm. Nè như mấy cái này nè chú thấy nè, nó bó nè, nó thắt ngang nè. Không? Mèo rồi. Rút kinh nghiệm sang năm để mỗi cây có một chết, mỗi cây để có một chết. Nếu mà mình để một chết nó nở nâu rồi, nó nở nâu mà đúng không? Trái to rồi, trái nó to rồi. Mấy cái này cái hai nhà con làm nhé, cái thức đi ăn ban đêm á, ban đêm ngủ không được thì cứ ra lại đi, đốt đèn đội đầu. Như mấy cái này còn quay không? Còn. Còn này. Nguy hiểm đấy. Nhiều quá. Nguyên vườn như thế mà. Đây mấy cái này nở muộn. Rồi vậy đi anh. Đi quanh Nghĩa. Những cái này thì nó có ra đâu. Dạ dạ. Đang tưới ở trên đó. Đây thì thuốc. Nó tắt máy rồi. Hồi nãy còn máy giờ tắt máy rồi. Đi qua bên Nghĩa anh.